Năm mới Tết đến, mỗi nơi trên thế giới đều được sở hữu một món ăn truyền thống mang ý nghĩa may mắn cho ngày đầu năm. Ở nhiều quốc gia, cả phương Đông lẫn phương Tây, thịt heo thường được xem như là một biểu tượng của sự sung túc, ấm no. Đã vậy, thịt heo còn dễ dùng, dễ kết hợp trong chế biến, nên không ngạc nhiên khi chúng được đánh giá là nguyên liệu thực phẩm phổ biến và được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu vùng miền là bấy nhiêu cách chế biến. Đến với thiên đường ẩm thực ngày hôm nay, bạn sẽ được tha hồ khám phá, tận hưởng hàng ngàn các món ăn được làm từ thịt heo Đông Tây đủ loại cho mà xem. Nào, đi thôi! Khai tiệc bằng một mẹt nem tré ba miền đầy kích thích như thế này thì còn gì bằng, phải không nào? Thịt chua sẽ là đại diện đến từ khu vực phía Bắc, được làm từ những nguyên liệu dễ kiếm. Cách chế biến cũng không quá phức tạp, nhưng lại mang hương vị thơm ngọt lạ lùng, làm cho thực khách phải xốn sang bởi những dư vị độc đáo, giúp thịt chua trở thành món quà đặc sản nổi tiếng của vùng đất tổ Thanh Sơn, Phú Thọ. Đại diện của miền Trung cũng sẽ không hề làm thất vọng với món tré chứ danh khắp nơi, mùi vị chua thơm nồng nàn, hương riền, thính lá ổi đặc trưng, khiến món tré miền Trung không thể lẫn đi đâu được. Tré ăn ngon nhất là khi được trộn cùng với tỏi, rau húng lủi, ớt, muối tiêu và nước cốt chanh thì phải nói là không thể cưỡng lại được. Thử một lần là nhớ cả đời. Thành viên cuối cùng xuất hiện trên mẹt khai vị chắc chắn không thể thiếu món nem lai vùng đến từ miền Tây Nam Bộ, phải không nào? Nếu nem chua miền Trung mang vị chua đậm thì nem lai vùng lại sở hữu vị ngọt hơn, hòa cùng vị chua cay và cọng bì giòn sật, càng làm tăng hương vị độc đáo khi thưởng thức. Khi ăn thì cắt nhỏ rồi trộn thêm với dưa leo, tỏi, ớt là bá cháy rồi nha. Mẹt nem tré ba miền tuy có một điểm chung là được làm từ phương pháp ủ lên men để có được vị chua tự nhiên đặc trưng, nhưng mỗi món lại toát lên một cốt cách riêng đậm đà hương vị vùng miền xuất xứ, tạo nên một mẹt nem tré vẹn tròn Bắc Trung Nam đầy lôi cuốn. Ở Hà Nội, bún chả được xem như là một nét tinh hoa trong ẩm thực mà ai ghé thăm cũng phải một lần thử qua. Bún chả gồm 3 phần chính là bún, nước chấm và chả nướng. Chả nướng cũng được chia làm hai loại khác biệt là chả viên và chả miếng. Chả miếng thường được làm từ thịt ba chỉ để khi nướng có được độ mềm ngọt nhất định. Còn chả viên thì được làm từ phần thịt nạc dăm, băm nhuyễn. Lúc nào cũng vậy, đối với các món nướng, nước sốt luôn là chìa khóa phần nào quyết định đến việc thành bại của món ăn. Đầu bếp sẽ pha chế sốt với công thức đường vàng, dầu hào, nước tương, nước màu. Mật ong và một ít tiêu sẽ giúp cho phần sốt dậy vị hơn. Khuấy cho tất cả các nguyên liệu hòa tan là bắt tay ngay vào công đoạn ướp thịt thôi. Chia nước sốt thành hai phần, một phần ướp với chả nướng trong vòng từ 2 đến 3 tiếng để thịt thấm tháp đậm vị. Phần còn lại thì cho vào thịt băm, trộn đều rồi vạt thành miếng tròn dẹp vừa phải thế này là ta có ngay phần chả viên hoàn hảo. Ta-da! Chả đã sẵn sàng, sắp tất cả ngay ngắn lên vỉ rồi nổi lửa lên để đến ngay với khâu nướng thịt hấp dẫn thôi nào. Nhớ là phải trở liên tục để chả được chín đều mà không bị cháy nhé. Thao ơi, nhìn xem, chẳng mấy chốc mà các mẻ chả nướng được áo một lớp vàng ươm óng ánh, hấp dẫn, hương thơm tỏa ra ngập tràn khắp căn bếp của thiên đường ẩm thực luôn. Nhìn những hình ảnh này, cả nhà còn cảm thấy cồn cào chưa nhỉ? Cố gắng đợi thêm tí xíu nữa là có thể dùng được rồi nè. Wow, loáng một cái là bún, nước chấm, rau sống, đồ chua các loại và đặc biệt là phần chả nướng thơm phức đã được bày biện ra bàn, chỉ còn đợi mọi người thưởng thức nữa mà thôi. Gấp một đũa bún, chấm ngập vào chén nước mắm chua ngọt thanh tao đặc trưng, nhâm nhi thêm ít rau sống, đồ chua thì giòn giòn. Cắn nhẹ miếng chả ngọt ngọt thơm lừng quyến rũ, bao nhiêu là vị tất cả cùng hòa hợp nhưng không hề bị trộn lẫn. Tạo nên một món ăn bình dân nhưng đầy mê hoặc nếu giữ trái tim của thực khách. Không cầu kỳ như lối ẩm thực miền Bắc, cũng không được phồn thực như lối ẩm thực phía Nam, ẩm thực miền Trung phảng phất đâu đó sự mặn mòi sương gió. Sau bánh tét thì món thịt heo ngâm nước mắm cuốn với bánh tráng cũng là cái tên hiện hữu trong mâm cơm Tết miền Trung. Đầu tiên, đập dập củ hành tím rồi thả vào nồi nước sôi cùng với muối và hành lá để thịt heo sau khi luộc sẽ dậy mùi thơm tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Tiếp đến cho nước mắm, đường vào nồi nước rồi khuấy tan cho đều.
thêm 2 thìa giấm vào nấu sôi một lúc rồi tắt bếp. Sau đó, đặt hết thịt luộc vào trong hũ thủy tinh. Đổ hỗn hợp nước mắm vào cho đến khi ngập thịt. Thả vài tép tỏi, tiêu hộp, ớt trái vào càng giúp tăng thêm hương vị đặc trưng cho món ăn. Miếng thịt mềm mại, đậm đà thấm đẫm trọn vẹn mùi hương của nước mắm. Lớp da trong veo giòn sịt, ăn kèm với thật nhiều rau thơm. Chấm với mắm nêm nữa là chuẩn không cần chỉnh luôn. Cắn đến đâu là tan chảy rụng rời tới đó. Giá mà có chén cơm nóng hổi ăn kèm thì ngon hết sảy. Kết thúc bài tiệc sẽ lại là một món dân dã đến từ Nam Bộ. Mang sức công phá không hề đơn giản. Đó là cơm cháy kho quẹt, món ăn đậm nét chân chất, đôn hậu của người miền Tây. Kho quẹt vốn được coi là món ăn dân quê bởi vì mặn đặc trưng do được kho từ nước mắm. Thế nên, chỉ cần một vài đầu đũa kho quẹt cũng có thể xong bữa cơm. Thứ tưởng tượng hấp dẫn như thế này mà còn ăn kèm với cơm cháy giòn rụm thì quá đã phải không? Cho giòn từng em cooking oil vào nồi nhỏ, chơi cho dầu sôi nhẹ thì cho ngay thịt ba chỉ đã được cắt nhỏ vào chiên. Đảo đều tay cho đến khi thịt bắt đầu cháy cạnh vàng ươm, mỡ thịt bắt đầu tươm ra thì vớt ra. Tiếp tục cho hàm tiếng băm, nước mắm vào nồi dầu tường an cooking oil lúc nãy. Thêm đậu hành, ớt, đường, tiêu cùng với tôm khô. Và đặc biệt là mẻ thịt ba rọi chiên vàng ươm. Đảo đều tay trên lửa thật nhỏ để món kho dần dần sánh sệt chuyển sang màu nâu caramel hấp dẫn. Bắt tay ngay vào chiên cơm, chiên bằng dầu tường ai cooking oil sẽ là bí quyết giúp cơm vừa vàng và giòn tan đạt chuẩn. Giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Lấy miếng cơm cháy, quét sâu vào khố kho quẹt, điểm thêm tí mỡ hành nữa thì hết sạch cơm trong vòng 1 phút 30 giây cho mà xem. Ăn kèm với dĩa rau luộc các loại sẽ giúp cân bằng hài hòa vị giác. Chỉ cần thố kho quẹt nóng hổi quyến rũ như thế này thì cho dù là cơm hay là rau cũng cân hết đó nha. Ở mỗi miền đất nước, người dân lại có khẩu vị ăn uống khác nhau, góp phần mang đến sự phong phú, đa dạng cho văn hóa ẩm thực Việt Nam. Và hết thảy sự đa dạng đặc sắc ấy, Thiên Đường Ẩm Thực đã gửi gắm trọn vẹn trong đại tiệc ủn ỉn ba miền này mất rồi. Đội chiến thắng ơi, mau mau thưởng thức ngay đi nào. Kính thưa các anh chị, trò chơi này vô cùng đơn giản. Nhìn chữ, đoán, hết. Đơn giản nha anh. Đơn giản. Mà xin thưa luôn là nói về con heo ha. Nói về con heo, có thể là thành ngữ, có thể là tục ngữ, có thể là ca dao, có thể là những câu dân gian truyền thuyết, truyền miền để lại. Ta cười á. Trò này nhớ mẹ em. À, mà gà, à, ngọt, ngọt, ăn ngọt, trời ơi. Qua đi, qua. Đồ đi, qua đi, qua đi. Đem đi, đem. Để mà xem. Để mà xem. Đi chơi à. Tự hát đi một từ hoài vậy. Đi về mẹ đi chơi à. Mẹ đi chơi à. Chỗ à. Đem đi, đem đi. Lẹ lên giờ kìa. Lần sau cười em nói trước cho anh được không Lộc? Anh bị giật mình á. Nhá. Con cười to quá. Ok, lần sau nói. Mọi người ơi, em chuẩn bị cười nha. Ok, ok. Có 3 vị trí. Vị trí đầu tiên là cầm bảng. Vị trí thứ hai là nhìn cái bảng. Sau đó phân tích cho vị trí thứ ba. Vị trí thứ ba đơn giản. Chỉ đứng đó và đoán cái từ đó thôi. Dĩ nhiên không được đụng chạm tới những từ ngữ có trong cái bảng.